31. Những người bạn tại gia của Đại đức Gia Sa có số lượng 50 người, là những người con trai của các gia đình đầu tiên hoặc kế tục trong xứ sở đã được nghe rằng. Nghe nói, người con trai gia đình danh giá Gia Sa đã cạo bỏ râu tóc, khoác lên các tấm vải màu ca sa và rời nhà xuất gia, sống không nhà. Sau khi nghe, các người ấy đã khởi ý điều này. Pháp và luật ấy chắc chắn không phải là tầm thường. Việc xuất gia ấy không phải là tầm thường, khi mà người con trai gia đình danh giá gia sa đã cạo bỏ râu tóc, khoác lên các tấm vải màu ca sa và rời nhà xuất gia sống không nhà. Các người ấy đã đi đến gặp đại đức gia sa. Sau khi đến, đã đảnh lễ đại đức gia sa rồi đứng ở một bên. Khi ấy Đại đức Gia Sa đã dẫn các người bạn tại gia có số lượng là 50 người ấy đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại đức Gia Sa đã nói với Đức Thế Tôn điều này: "Bạch ngài, những người bạn tại gia này của con có số lượng 50 người, là những người con trai của các gia đình đầu tiên hoặc kế tục trong xứ sở xin đức thế tôn hãy giáo huấn và chỉ dạy cho những người này đức thế tôn đã thuyết pháp theo thứ lớp đến những người ấy tức là ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí bài thuyết về giới cấm bài thuyết về cõi trời sự ô nhiễm hạ liệt tai hại của các dục sự lợi ích của việc xuất ly khi đức thế tôn biết được tâm của những người ấy đã sẵn sàng, dễ uống nắng, không còn chướng ngại, hướng thượng, tĩnh lặng. Ngài đã phô bày pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là khổ, tập, diệt, đạo. Cũng giống như tấm vải sạch chưa bị vết nhơ có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn. Tương tự như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhờ đã sanh khởi đến những người ấy điều gì có bản tánh được sanh lên toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt sau đó khi đã thấy được pháp đã thành tựu được pháp đã hiểu được pháp đã thấm nhuần pháp hoài nghi đã không còn sự lưỡng lự đã dứt hẳn đã thành tựu niềm tin vào giáo pháp của bậc đạo sư không còn cần sự trợ duyên của người khác những người ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, chúng con có thể xuất gia trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không? Đức Thế Tôn đã nói rằng: Này các Tỳ-khưu, hãy đến, pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau. Chính điều ấy đã là sự tu lên bậc trên của các đại đức ấy. Sau đó, Đức Thế Tôn đã giáo huấn và chỉ dạy cho các vị tỳ khưu ấy bằng bài pháp thoại. Trong khi được Đức Thế Tôn giáo huấn và chỉ dạy bằng bài pháp thoại, tâm của các vị ấy đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Vào lúc bấy giờ, trên thế gian có 61 vị A La Hán. 32. Sau đó, Đức Thế Tôn đã bảo các vị Tỳ Khưu rằng: Này các Tỳ Khưu, ta đã thoát khỏi tất cả các sự trói buộc thuộc về cõi trời và loài người. Này các Tỳ Khưu, các người cũng đã thoát khỏi tất cả các sự trói buộc thuộc về cõi trời và loài người. Này các Tỳ Khưu, hãy cất bước du hành vì lợi ích của nhiều người vì an lạc của nhiều người vì lòng thương xót thế gian vì sự tiến hóa sự lợi ích sự an vui của chư thiên và nhân loại chớ đi hai người chung một đường này các tỳ khưu hãy thuyết giảng giáo pháp toàn hảo ở đoạn đầu toàn hảo ở đoạn giữa và toàn hảo ở đoạn kết thành tựu về ý nghĩa thành tựu về văn tự giảng giải về phạm hạnh, thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ. Có những hạng người sanh lên bị ít ô nhiễm sẽ là những người hiểu được giáo pháp. Nhưng do việc không nghe giáo pháp sẽ bị thoái hóa. Này các tỳ khưu, ta cũng sẽ đi đến ngôi làng của Senani ở Uruvela cho việc thuyết giảng giáo pháp. 33 sau đó, Ma Vương đầy tội lỗi đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã nói với Đức Thế Tôn bằng những lời kệ này. Các cạm bẫy trời người đã trói buộc Ngài rồi. Ngài đã bị trói buộc bởi gông cùm vĩ đại. Hỡi này vị sa môn, người không thoát khỏi ta. Đức Thế Tôn đáp lại rằng, các cạm bẫy trời người Ta đây thoát ra rồi Gông cùm dầu vĩ đại Ta đã tự do rồi Người đã bị thua rồi Hỡi kẻ gây tử vong Di chuyển khắp bầu trời Bẫy này chiếm ngự tâm Ta sẽ dùng vật ấy Trói buộc chặt ngài lại Hỡi này vị sa môn Người không thoát khỏi ta Sắc đẹp, thinh, hương thơm vị nếm và cảm xúc tuyệt diệu ở chốn này. Ta không còn mong mỏi. người đã bị bại rồi. Hỡi kẻ gây tử vong. Khi ấy, mà vườn đầy tội lỗi nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã nhận ra ta rồi. Đấng thiện thệ đã nhận ra ta rồi. Nên xấu hổ, bực bội rồi đã biến mất ngay tại chỗ ấy dứt phần nói về ma vương. 34. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu thuộc nhiều phương khác nhau, thuộc nhiều xứ sở khác nhau, đã dẫn đi theo những người có ý muốn xuất gia và những người có ý muốn tu lên bậc trên nghĩ rằng Đức Thế Tôn sẽ cho họ xuất gia và sẽ cho tu lên bậc trên. Trong trường hợp ấy, chính các vị tỳ khưu luôn cả những người có ý muốn xuất gia và những người có ý muốn tu lên bậc trên đều mệt nhọc khi ấy trong lúc đức thế tôn thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ suy tầm như vậy đã khởi sanh hiện nay các vị tỳ khưu thuộc nhiều phương khác nhau thuộc nhiều xứ sở khác nhau đã dẫn đi theo những người có ý muốn xuất gia và những người có ý muốn tu lên bậc trên, nghĩ rằng đức Thế Tôn sẽ cho họ xuất gia và sẽ cho tu lên bậc trên. Trong trường hợp ấy, chính các vị Tỳ khưu, luôn cả những người có ý muốn xuất gia và những người có ý muốn tu lên bậc trên đều mệt nhọc. Hay là ta nên cho phép các vị Tỳ khưu rằng này các Tỳ khưu kể từ nay ở trong mọi phương ở trong mọi xứ sở chính các người hãy cho xuất gia hãy cho tu lên bậc trên sau đó vào lúc chiều tối đức thế tôn đã xuất khỏi thiền tịnh rồi nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại đã thuyết pháp thoại và đã bảo các vị tỳ khưu rằng này các tỳ khưu ở đây trong lúc ta thiền tịnh ở nơi Thanh Vắng, có ý nghĩ suy tầm như vậy đã sanh khởi. Hiện nay, các vị tỳ khưu thuộc nhiều phương khác nhau, thuộc nhiều xứ sở khác nhau, đã dẫn đi theo những người có ý muốn xuất gia và những người có ý muốn tu lên bậc trên nghĩ rằng Đức Thế Tôn sẽ cho họ xuất gia và sẽ cho tu lên bậc trên. Trong trường hợp ấy, chính các tỳ khưu luôn cả những người có ý muốn xuất gia và những người có ý muốn tu lên bậc trên đều mệt nhọc hay là ta nên cho phép các vị tỳ khưu rằng này các tỳ khưu kể từ nay ở trong mọi phương ở trong mọi xứ sở chính các ngươi hãy cho xuất gia hãy cho tu lên bậc trên này các tỳ khưu ta cho phép kể từ nay ở trong mọi phương, ở trong mọi xứ sở, chính các người hãy cho xuất gia, hãy cho tu lên bậc trên. Và này các tỳ khưu, nên cho xuất gia như vậy, nên cho tu lên bậc trên như vậy. Trước tiên, nên bảo cạo bỏ trâu tóc, bảo khoác lên các tấm vải màu ca sa, bảo đắp thượng y một bên vai, bảo đảnh lễ ở chân các vị tỳ khưu, bảo ngồi chồm hổm bảo chắp tay lên và nên bảo rằng ngươi hãy nói như vậy tôi đến với đức phật là nơi nương nhờ tôi xin quy y phật tôi đến với đức pháp là nơi nương nhờ tôi xin quy y pháp tôi đến với đức tăng là nơi nương nhờ tôi xin quy y tăng lần thứ nhì tôi đến với đức phật là nơi nương nhờ lần thứ nhì tôi đến với đức pháp là nơi nương nhờ lần thứ nhì tôi đến với đức tăng là nơi nương nhờ lần thứ ba tôi đến với đức phật là nơi nương nhờ lần thứ ba tôi đến với đức pháp là nơi nương nhờ lần thứ ba tôi đến với đức tăng là nơi nương nhờ này các tỳ khưu Ta cho phép sự xuất gia, sự tu lên bậc trên bằng Tam quy, ba sự đi đến nương nhờ này. Dứt phần nói về sự tu lên bậc trên bằng Tam quy. 35. Sau đó, khi đã sống qua mùa mưa, Đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ khưu rằng: "Này các Tỳ khưu, ta có sự tác ý đúng đắn, có sự tinh tấn chân chánh đúng đắn, đã đạt đến sự giải thoát tối thượng, đã chứng ngộ sự giải thoát tối thượng. Này các tỳ khưu, các ngươi cũng có sự tác ý đúng đắn, có sự tinh tấn chân chánh đúng đắn. Các ngươi hãy đạt đến sự giải thoát tối thượng, hãy chứng ngộ sự giải thoát tối thượng. Sau đó, Ma Vương đầy tội lỗi đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã nói với Đức Thế Tôn bằng bài kệ này. Các cạm bẫy ma vương, các loại thuộc cung trời và thuộc về nhân loại đã trói buộc ngài rồi. Ngài đã bị trói buộc bởi gông cùm vĩ đại. Hỡi này vị sa môn, người không thoát khỏi ta. Đức Thế Tôn đáp lại rằng: Các cạm bẫy ma vương các loại thuộc cung trời và thuộc về nhân loại ta đầy thoát ra rồi gông cùm dầu vĩ đại ta đã tự do rồi người đã bị thua rồi hỡi kẻ gây tử vong khi ấy mà vương đầy tội lỗi nghĩ rằng đức thế tôn đã nhận ra ta rồi đấng thiện thể đã nhận ra ta rồi nên xấu hổ bực bội rồi đã biến mất ngay tại chỗ ấy. 36. Sau đó, khi đã ngự tại thành Paranasi theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía Uruvela. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã rời đường lộ đi đến khu rừng rậm nọ. Sau khi đến, đã đi sâu vào trong khu rừng rậm ấy và đã ngồi xuống ở gốc cây nọ vào lúc bấy giờ, những người bạn thuộc nhóm các phương tử có số lượng 30 người cùng với những người vợ đang du ngoạn ở trong khu rừng rậm ấy. Một người không có vợ, cô gái điếm đã được dẫn đến do nhu cầu của vị ấy. Rồi trong khi những người ấy đang lơ đễnh du ngoạn, cô gái điếm ấy đã cầm lấy gói đồ rồi tẩu thoát. Sau đó, những người bạn ấy trong lúc giúp đỡ bạn bè và trong lúc tìm kiếm người đàn bà ấy đã lang thang đi đến khu rừng rậm ấy và đã nhìn thấy đức thế tôn đang ngồi ở gốc cây nọ sau khi nhìn thấy đã đi đến gần đức thế tôn sau khi đến đã nói với đức thế tôn điều này bạch ngài vậy chớ đức thế tôn có nhìn thấy người đàn bà không này các vương tử các vị có điều gì với người đàn bà Bạch ngài, trường hợp chúng tôi là những người bạn thuộc nhóm các vương tử có số lượng 30 người, đã cùng với những người vợ du ngoạn ở trong khu rừng rậm này. Một người không có vợ, cô gái điếm đã được dẫn đến do nhu cầu của vị ấy. Bạch ngài, rồi trong khi chúng tôi đang lơ đễnh du ngoạn, cô gái điếm ấy đã cầm lấy gói đồ rồi tẩu thoát. Bạch ngài, vì thế trong lúc giúp đỡ bạn bè và trong lúc tìm kiếm người đàn bà ấy chúng tôi đã lang thang đến khu rừng rậm này này các vương tử các vị nghĩ thế nào về việc các vị nên tìm kiếm người đàn bà và việc các vị nên tìm kiếm lấy chính mình đối với các vị việc nào quan trọng hơn bạch ngài đối với chúng tôi việc quan trọng hơn là việc chúng tôi nên tìm kiếm lấy chính mình. Này các vương tử, chính vì việc ấy, các vị hãy ngồi xuống. Ta sẽ thuyết giảng giáo pháp cho các vị. Bạch ngài, xin vâng. Rồi những người bạn thuộc nhóm các vương tử ấy đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Đức Thế Tôn đã thuyết pháp theo thứ lớp đến các vị ấy tức là Ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về cõi trời, sự ô nhiễm hạ liệt tai hại của các dục, sự lợi ích của việc xuất ly. Khi Đức Thế Tôn biết được tâm của các vị ấy đã sẵn sàng, dễ uống nắng, không còn chướng ngại, hướng thượng, tĩnh lặng, Ngài đã phô bày pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là khổ, tập, diệt đạo cũng giống như tấm vải sạch chưa bị vết nhơ có thể dộ màu một cách toàn vẹn tương tự như thế ngay tại chỗ ngồi ấy pháp nhãn không nhiễm bụi trần không vết nhơ đã sanh khởi đến các vị ấy điều gì có bản tánh được sanh lên toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt sau đó khi đã thấy được pháp đã thành tựu được pháp đã hiểu được pháp, đã thấm nhuần pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin vào giáo pháp của bậc đạo sư, không còn cần sự trợ duyên của người khác. Các vị ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch ngài, chúng con có thể xuất gia trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không? Đức Thế Tôn đã nói rằng này các tỳ khưu hãy đến pháp đã được khéo thuyết giảng hãy thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau chính điều ấy đã là sự tu lên bậc trên của các đại đức ấy dứt câu chuyện về những người bạn thuộc nhóm các phương tử dứt tụng phẩm thứ nhì